Công giáo. Trước hết, tôi xin mời các bạn cùng với tôi đến với báo Nghệ An qua việc ở Kẻ Gai. Xin mời các bạn. Quyền cấp giấy chứng nhận 6.704 mét vuông. Năm 2014 lại được cấp thêm 1.000 mét vuông đất để giáo xứ xây dựng nhà giáo lý. Nhưng vào năm 2015, Linh mục Nguyễn Đức Nhân về quản xứ tại giáo xứ Kẻ Gai đã cố tình không nhận số diện tích đất được giao, mà lại tổ chức lấn chiếm 5.574 mét vuông đất trái phép. Trong khi các cơ quan chức năng đang tập trung xử lý vụ việc, thì hôm nay Linh mục Nguyễn Đức Nhân lại tiếp tục vận động một bộ phận giáo dân lấn chiếm tiếp 9.000 mét vuông đất nông nghiệp tại địa bàn. Hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật theo khoản 1 điều 12 luật đất đai năm 2013. Ngay sau khi vụ việc diễn ra, chính quyền các cấp huyện Hưng Nguyên và lực lượng chức năng đã có mặt để vận động thuyết phục Linh mục và giáo dân chấp hành đúng pháp luật. Không những không chấp hành, Linh mục Nhân còn kích động một số giáo dân có các hành vi quá khích, chống đối và tấn công lực lượng chức năng. Hậu quả là một số cán bộ chiến sĩ công an và đoàn viên thanh niên bị đánh trọng thương, phải đưa đi cấp cứu, điều trị. Được biết, đây không phải là lần đầu vị linh mục này có các hành vi kích động, xúi giục con chiên vi phạm pháp luật. Dư luận nhân dân rất bất bình, phẫn nộ trước hành vi coi thường pháp luật của Linh mục Nguyễn Đức Nhân cùng một số phần tử quá khích tại giáo xứ Kẻ Gai và mong muốn chính quyền, các cơ quan chức năng sớm xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Trước mắt, để đông đảo bà con nhân dân được đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Một số hình ảnh được đăng trên nhiều trang Facebook cá nhân trong ngày hôm qua cho thấy một số cán bộ cũng như công an của huyện đã bị các giáo dân đánh đập và có người đã bị dao đâm đến bất tỉnh, nhưng giáo dân lại không cho phép đưa đi cấp cứu, chỉ đến khi các lực lượng chức năng, các cơ quan cảnh sát cơ động đến can thiệp thì mới có thể đưa được người bị nạn đi cấp cứu. Chúng ta nhìn thấy giá trị đạo đức của những người giáo dân ở đây đã trở nên đen tối, đã không còn giá trị đạo đức và lòng yêu thương con người với nhau, bởi vì họ sẵn sàng ném đá vào nhau, đánh đập nhau và chỉ mong muốn giết hại người khác. Trong khi chính quyền địa phương với quy định pháp luật chỉ thực hiện các nghĩa vụ, nhiệm vụ đó là ngăn cản các hành vi vi phạm pháp luật, thì những người giáo dân dưới sự chỉ đạo của các linh mục đã có những hành vi chống đối và tổn hại đến sinh mạng, tổn hại đến sức khỏe và xem trời bằng vung. Nói như các bạn đã thấy, thì chúng ta dần thấy giá trị đạo đức của nhiều con người ở đây là trở nên không còn là người có tín ngưỡng tôn giáo. Chúng ta có thể thấy trong xã hội có rất nhiều người dù không có tôn giáo nhưng hành vi và cư xử hàng ngày rất đạo đức, tốt đẹp. Chúng ta cũng thấy rất nhiều người công giáo ở nhiều nơi đã có những việc làm hết sức tốt đẹp, những việc làm từ thiện, những việc làm yêu thương con người. Chúng ta thấy các sơ, các cha ở nhiều giáo xứ đã có những việc làm đáng được kính trọng. Nhưng ở giáo phận Vinh và ở giáo xứ Kẻ Gai ngày hôm qua chúng ta nhìn thấy, thì rõ ràng một điều chúng ta đang nhìn thấy những hành vi ma quỷ. Rõ ràng họ không phải là giáo dân của giáo hội Công giáo Roma. Bởi vì giáo dân của giáo hội Công giáo Roma được dạy yêu thương. Bởi vì người Công giáo đến với giáo hội Công giáo chỉ với hai điều, đó là kính Chúa và yêu người. Tôi không biết họ có kính Chúa chưa, nhưng về yêu người thì không có, bởi họ chỉ muốn tổn hại đến người khác. Đây là một điều mà tôi cho rằng chúng ta cần phải đánh giá lại người Công giáo ở từng nơi. Và người Công giáo cũng cần tự đánh giá lại chính tín hữu của mình, đánh giá lại chính anh chị em của mình, xem có xứng đáng, những người đó có xứng đáng là người Công giáo hay chưa. Bởi người Công giáo mà không biết yêu thương người khác thì không phải là người Công giáo. Do vậy tôi hy vọng rằng các bạn cũng đừng kỳ thị người Công giáo chúng tôi, bởi đó chỉ là một thiểu số nào đó chưa xứng đáng. Và tôi cho rằng Linh mục Nguyễn Đức Nhân và những giáo dân kia, họ hoàn toàn không xứng đáng là người Công giáo.
kể cả những chức vụ linh mục đó cũng không xứng đáng với ông ta, không xứng đáng với Nguyễn Đức Nhân, và không xứng đáng với cả cái tên của ông ta, Đức Nhân. Đó là cái quan điểm của tôi, và nó hết sức đau lòng khi mà không cho đem người bị thương, người sắp chết đến nơi cấp cứu. Các bạn thấy, người ta nói là Chúa Giêsu nói là các con yêu thương nhau như chính thầy đã yêu thương các con. Hãy cởi áo trong nếu nó đòi áo ngoài. Hãy đưa má phải, hãy đưa cả má bên kia cho nó nếu nó tát má bên này của con. Chúng ta hãy dòm thấy tất cả những giá trị lời dạy của Chúa Giêsu là tuyệt vời, là tốt. Nhưng chúng ta hãy dòm thấy những giáo dân có những hành vi như là xoay mông lại, sỉ nhục, phỉ báng người khác, hay là ném đất đá vào người khác, bất kể sinh mạng người khác, hay là lấy dao đâm vào bụng người khác. Chúng ta thấy họ có xứng đáng là giáo dân hay không? Có xứng đáng là một người có tôn giáo hay không? Thời gian qua tôi không nói nhiều về tôn giáo, bởi tôi thấy có quá nhiều điều rồi. Nhưng rõ ràng sự việc xảy ra ngày 17 vừa qua là một sự việc bất nhẫn. Người Công giáo đã được đánh giá. Người Công giáo ở Việt Nam đã được đánh giá, tôi nhắc lại lần nữa. Đánh giá cái gì? Côn đồ, hung hãn, thú tính, bày đàn, vô pháp, vô thiên, không biết tôn trọng luật lệ. Một người không biết tôn trọng luật lệ thì sẽ phải bị cách ly khỏi cái cộng đồng xã hội đó. Một nhóm người không biết tuân thủ luật lệ cũng sẽ được cách ly khỏi cộng đồng xã hội đó. Vậy một tôn giáo không biết tôn trọng luật lệ, liệu tôn giáo ấy có cần thiết phải tồn tại trong cái xã hội đó hay không? Đó là điều mà tôi muốn nói với các bạn, nói với các anh chị em Kitô hữu. Hãy nhìn nhận lại hành vi và thái độ của anh chị em mình. Cần thiết lên án phải lên án, bởi nếu chúng ta cứ bênh vực tôn giáo của mình thì không khéo một ngày nào đó chính chúng ta cũng được đánh giá như họ, bởi họ đã được đánh giá. Tôi hy vọng rằng, và tôi chắc chắn một điều rằng, các bạn cũng đã có rất là nhiều cái điều, các bạn cũng đã có cái thái độ rất là tốt đối với người Công giáo. Đó là một số bạn khi viết bài nói về vấn đề sự việc ở Cãi Gai, các bạn đã xin lỗi những người Công giáo chân chính. Trước bài viết của các bạn luôn ghi là xin lỗi những người Công giáo chân chính. Thì chính vì điều đó cho nên tôi cũng rất cảm ơn các bạn đã đánh giá rất công tâm và công bằng. Ai sai có người. Và tôi hy vọng rằng chúng ta cũng không vì điều đó mà đánh giá sai về người Công giáo. Bởi đa số người Công giáo vẫn tốt đẹp. Đa số tất cả các linh mục, các giáo sĩ người Công giáo vẫn tốt đẹp. Và thưa các bạn, đáng lý ra tôi cũng nói thưa các bạn một chủ đề nữa, nhưng mà thời gian cũng không cho phép.